Đúng rồi, chính là ta. Còn bây giờ thì bây giờ tụi bay sẽ không còn cách nào nữa rồi. TBD sẽ chiến thắng thôi. Ngươi là tên nào vậy hả? Ngươi mang biến anh Speakerman trở lại bình thường đi. Nằm mơ đi. Nó bây giờ đã trở thành phe của ta rồi. Bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt cái làng sinh tố nhà ngươi. Dừng lại, không được đụng với mọi người làng của tôi. Con mồi của ta đây rồi. Con gì ghê quá vậy? Quay, bây giờ ngon quá. Ta sẽ ăn tất cả căn nhà luôn đó. Ngon quá. Anh tới nè, anh tới đây để giúp em nè. Vậy thì chúng ta mau đi tiêu diệt hắn thôi. Đi. Dạ, được rồi, đi đó. Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra ở đây vậy trời? Mọi người đâu có đâu, mọi người ơi, có ai còn sống không vậy? Hình như là hắn ta đến đi rồi. Anh Camera mẹ rồi, bây giờ phải làm sao đây? Tụi bay đang tìm tao sao? Vậy thì, giờ đi trả anh đồ ăn của tao đi. Ngon quá. Đã bị bắn thẳng thịt rồi sao? Vậy thì bây giờ tới ngươi. Thôi đi, bắp dậy với ta đã. Tới cái miệng của anh ta. Ngon quá. Rồi đây là đâu vậy? Mình mới rước vào đâu vậy các em? Trời đất ơi, chỗ nào đây? Đừng có nói là mình đã chui vào cơ thể con Skibidi Z-Man rồi nha các bạn. Trời đất ơi, bây giờ mình phải sinh tồn trong đây sao? Đây là những cái đầu camera, những người bị nó hút vào đây nè mọi người ơi. Trời ơi, sao nhiều xác chết quá vậy trời? Ủa mà mấy cái này là cái gì? Các bạn nhìn ở trên góc ở trên kìa. Não, điều khiển, chất thải, trái tim. Ủa mấy cái màu này là sao? Mình phải làm gì với những thứ này đây? Mình để ý ở đây có thêm những cánh cổng nữa các bạn ơi. Hay là nó dẫn cho mình đi đến những chỗ này? Và nếu như mà những cái hanh máu này nó biến mất thì có lẽ mình sẽ rời được khỏi đây sao các bạn? Không chừng là như vậy. Vậy là bây giờ mình đã tìm ra được một cách duy nhất có thể thoát ra khỏi đây các bạn ơi. Được rồi, thôi được rồi. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ vào trái tim trước đi. Trái tim là nơi gọi là sinh sống của con người. Và khi trái tim nó ngừng hoạt động thì chắc chắn là những cái thứ khác sẽ yếu hơn. Đây là đâu vậy? Nhìn cái chỗ này nó thật là kinh dị luôn á. Trái tim của tên Tim nó không biết là chứa cái gì nữa nè. Ở đâu ra có một cái mộ trong đây vậy? Cái gì đây? Hình ảnh ai vậy? Ủa sao cái này là cái gì vậy trời? Một bức hình. Sao cái tên này, hai cái người này sao nhìn giống nhau quá vậy? Y chang cái tên Z-Man nó hồi nãy luôn. Ủa nhưng mà bức ảnh này có ý nghĩa gì vậy ta? Các bạn nào có biết được không? Chưa hiểu được vấn đề ở đây. Hồi các bạn nào biết thì hãy comment bên dưới cho mình nha. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Anh Cameraman. Tụi Nguyên, anh tẩy em rồi. Thôi bây giờ tụi mình đi tiếp đi anh ơi. Nhưng mà anh ơi, em thấy đằng kia có cái ổ khóa gì kìa. Thôi bây giờ làm sao để mở? Ôi, một con skin. Coi gì vậy? Bây giờ mình làm sao? Tụi Nguyên chạm cái này nè. Cái này là cái gì anh? Hả? Súng camera. Đi việc đi. Wow, đánh bay nó rồi nè. Nó ra nữa kìa. Sao nó xuất hiện ra ngoài kìa? Tại sao vậy trời? Đông quá vậy trời. Hình như bọn chúng bảo vệ cái ổ khóa hay sao á? Bảo vệ ổ khóa sao? Trời đất ơi. Vậy bây giờ để em tiêu diệt nó. Rồi anh mở ổ khóa đi anh camera mày ơi. Đi chơi. Rồi mở ổ khóa nè. Được rồi, hay lắm rồi, đi thôi nào. Hả? Cái này là trái tim sao? Đúng vậy, chúng ta phải tiêu diệt trái tim đó. Để hắn ta đau đớn, anh ta thả chúng ta ra. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắn cái này. Ôi, các bạn ơi, trái tim bắt đầu dựng kìa. Mày là con chết đi. Chơi sắp chết. Yeah, trái tim đây là hết máu rồi. Yeah, hoàn thành cái chỗ đầu tiên của nó rồi nha bạn ơi. Thôi, em nghĩ là tụi mình nên đi vào cái chỗ chất thải đi. Để coi ăn cừu bị nó hút vô hay nó có bị dướng vào chất thải không nha. Đây là đâu đây? Đây là khu vực chất thải. Chỗ nào đây? Tại sao? Ở đây cửa hận kìa, có mấy cục phân bánh. Ôi, trời ơi, nguy hiểm lắm quá. Ở đây có rất là nhiều cục phân rồi. Ây da, đau quá. Rồi cố gắng phải phá hủy mấy con này xong mình có thể lấy ra cái lực ngoài anh ơi. Cái này nó hút làm câu nè. Nè, nhảy qua đây. Yeah, vô đây. Anh ơi, cái khu vực chất thải này nó kinh khủng quá vậy. Hãy nhìn ở bên dưới kìa. Một cái cầu của chi mẹ luôn. Anh có cách rồi, hãy xem anh đây. Đây chính là cây cầu camera. Chúng ta có thể nhảy qua đám TPD này đó. Wow, hay dữ vậy anh. Được rồi, nhảy qua. Ôi, trời, yeah, vượt qua rồi. Ôi, hẳn tôi là
mình đi hướng này đi, mình có thể chạy qua bên kia đây anh ơi. Em đang giữ thằng bạn này, em đang giữ thằng bạn này, trời đất ơi. Ôi, anh cũng vậy nè, anh cũng vậy nè. Đây là những cái tia laser từ mặt của hắn chạy qua sao các bạn ơi. Những cái chất thải này kinh dị quá. Anh bay qua vậy ơi. Sao em cũng bay qua luôn rồi anh ơi. Qua nhanh lên. Trời đất ơi, cái này là cái gì vậy trời. Thôi ơi, đi vô anh ơi. Hả, đây là đâu vậy anh ơi? Ôi, cái bộ này là trước kìa. Mấy con này ở đâu ra vậy? Ủa, cánh cổng đó là cái gì vậy anh? Như cánh cổng nó tạo ra chất thải á, chúng ta cần phải qua bên đó. Hả, ơi, có mấy cục phấn đang tấn công tôi bên kìa. Mày biến đi. Ôi, được rồi, đi vô anh ơi. Ây cha nè. Ôi, em bắn vô cánh cổng đi. Được rồi, mình sẽ bắn vô cánh cổng nè. Ây cha. Đúng rồi. Cổng là. Chết nè, xong rồi anh ơi. Xong rồi, mình đã tiêu gì được hai bộ phận của con quỷ Skibidi đó rồi các bạn ơi. Hay là bây giờ mình qua não đi. Em nghĩ não là bộ phận cực kỳ nguy hiểm với hắn ta nên chúng ta sẽ tiêu diệt não của hắn ta đi anh ơi. Thì chúng ta qua bên đó thôi. Được rồi, tiêu diệt cái não của hắn ta thôi. Hả? Mình đã vào não của tên này rồi kìa các bạn ơi. Ui, nhưng mà hình như ở đây nó khóa hay sao vậy anh ơi. Vậy là mình không thể nào phá được não nó sao. Ui, nhưng mà lần sau nó là cái mặt của nó kìa các bạn ơi. Nhìn nó kinh dị quá. Chúng ta phải mở khóa. Vậy thì mở khóa bằng cách nào đi. Ôi, anh ơi, ở đây, anh ơi. Ở đây có một cái đường kìa. Sao? Tụi mình đi vô đây thử đi. Let's go. Đây là một cái não khổng lồ luôn sao các bạn. Hình như mình phải đánh cái não đi. Ổ khóa kia mới mở, mình mới tiêu diệt được nó. À, em hiểu rồi. Được rồi, bây giờ đánh cái não nào hả cha. Chết được cái não kìa cha cha. Đúng rồi. Ôi, máu nó vào giữa kìa. Mày chết đi con, chết cái não kìa. Ôi. Xong rồi, hoàn thành được thêm một cái nữa rồi. Vậy là mình đã phá hủy được cái não của nó rồi anh ơi. Khoan đã, chúng ta còn cái điều khiển kìa. Anh nghe nói cái điều khiển này của hắn rất là nguy hiểm đó. Ủa, tại sao lại nguy hiểm vậy anh? Đây là sức mạnh bên trong của hắn ta. Chắc chắn hắn ta đã bắt những người mà hắn ta nuốt vào vô bên trong này đó. Bây giờ mình phải vào cái chỗ điều khiển này, mình tiêu diệt hắn ta thôi. Được rồi, đi thôi. Mình đã vào được bên trong cái chỗ điều khiển rồi. Ủa, mà mấy cái này là cái gì vậy anh ơi? Nó đang bốc khói lên kìa. Như chỗ này là chỗ quán tiêu thụ năng lượng hay sao đó. Cái gì tiêu thụ năng lượng sao? Bây giờ mình phải đi vô trong sâu hơn, mình phải tiêu diệt cái chỗ điều khiển hắn ta các bạn ơi. Được rồi, đi thôi. Qua chỗ tiếp theo rồi. Ha, mọi người trong lãnh chính tố của em kìa anh ơi. Mọi người ơi, bị sao vậy? Cái người trong làng của em kìa. Trời đất ơi, mọi người bị sao vậy? Ôi, ở đằng kia người nào vậy? Một người nào đó đang ở trong một cái lồng vậy các bạn ơi. Sao người đó nhìn nó quen, nhìn sao giống anh Spiderman quá vậy. Sao cái người này nhìn quen quá vậy trời, dường như mình đã thấy ở đâu rồi. Giúp ta thoát khỏi đây với. Cho em hỏi chị là ai vậy? Sao nhìn vậy giống anh Spiderman quá vậy? Ta là Spiderman. Cái gì? Spiderman? Ủa, mà chuyện gì? Ai đã nhốt chị trong đây vậy? Là G-Man. Hắn ta đã bắt ta vào đây, còn giết cả người yêu của ta nữa. Hãy thả ta ra đi, ta muốn tiêu diệt hắn ta, ta muốn trả thù cho người yêu của ta. Thôi được rồi các bạn ơi, mình nghĩ là bây giờ mình cần phá cái ổ khóa này nè. Mình sẽ giải cứu cho chị Spiderman. Sao? Cái ổ khóa đó kìa rồi. Ôi, mở ra nè. Ôi, xong rồi. Được rồi chị ơi, tụi mình sẽ cùng nhau thoát khỏi đây thôi. Nhưng mà thoát bằng cách nào bây giờ? Mọi người hãy bịt tay lại đi, tôi sẽ phá hủy nơi này. Cái gì? Cái gì trong người ta vậy? Cái gì trong người ta vậy? Ây cha! Ôi, mình đã thấy cái khối cơ thể của hắn ta rồi nè. Thôi được rồi. Mày đã làm gì ở trong cơ thể tao vậy? Người đã nhốt ta còn làm Spiderman bị thương nữa. Ta phải chừng trị ngươi. Chuẩn bị coi như thế nào nữa rồi sao?